Nói chung là từ nhỏ tôi có đam mê về lĩnh vực nấu ăn và bánh trái. Nhưng mà lúc còn đang là giáo viên trường trung học phổ thông Hoàng Diệu Sóc Trăng á, thì tôi thường đa số là tôi chủ nhiệm và dạy ở các lớp có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhiều. Thì có nhiều lần tôi thấy có những em không đủ điều kiện để học lên đại học. Thì tôi ước mơ là sau này tôi sẽ có điều kiện tôi mở một cái cơ sở dạy nghề để tạo điều kiện cho những em mà có hoàn cảnh khó khăn, để có thể là sau khi học nghề, để có thể là mình thay đổi cuộc đời của mình với bằng cái nghề của mình. Thì tôi rất đam mê về lĩnh vực bánh trái, nhưng mà đặc biệt là bánh dân gian. Thì nói chung thì bánh dân gian thì chúng ta thấy ở ngoài chợ thì nó cũng bán rất là nhiều. Thì tôi có cái suy nghĩ là mình phải làm sao mà mình thay đổi từ cái chất lượng cho đến mẫu mã và hình thức, để cũng như là mình cho cái bánh dân gian của mình nó cũng ngang tầm với những dòng bánh Âu mà giới trẻ hiện nay là đang rất thích. Cô Huỳnh Ngọc Lan, một cựu giáo viên và giờ là chủ một tiệm bánh kem trên đường Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Người đã bỏ nhiều tâm sức để làm cách tân nhiều loại bánh xưa như bánh lá, bánh chuối. Nhưng đặc biệt nhất, người ta ghé tiệm bánh cô Lan thường sấn tượng với món bánh bầu, một món ăn với những nguyên liệu vô cùng gần gũi, giống như câu hát xưa, bụi chuối sau hè, dạng bầu trước sân. Thì món bánh bầu này cũng có từ lâu rồi, nhưng mà gần đây thì có một số người dân Sóc Trăng người ta không biết được cái món bánh này, coi như là nó gần như thất truyền nhiều năm. Thì ở cái địa phương thì người ta dùng cái gạo người ta ngâm ra, gạo lúa mùa đó, người ta ngâm ra rồi người ta xay lên, người ta bồng để lấy cái bột ra để người ta làm bánh bầu. Cái món không thể thiếu được, nguyên liệu không thể thiếu được đó là bầu. Nhưng mà bầu ở đây thì có nhiều loại bầu. Thì bầu da trắng, bầu da xanh, nhưng đặc biệt là làm bánh bầu, các em chọn bầu da xanh thì cái vị của cái bánh khi em làm ra ăn rất là ngọt và ngon. Với cô Lan, bánh dân gian vẫn giữ nguyên cốt cách, nguyên liệu như ông bà đã làm bao đời nay, nhưng cách tân sáng tạo về màu sắc và kiểu dáng để bánh thêm bắt mắt và tăng hương vị. Thì coi như cái phần nguyên liệu và mình đã pha trộn xong, bây giờ chỉ có cái là mình để vô và mình hấp. Thì hấp cái này tùy theo, nếu như mình hấp vào những cái chung nho nhỏ thì nó tầm 25-30 phút. Còn nếu mình hấp vào cái xưởng lớn thì khoảng 60 phút, thì lúc đó là bánh chín hoàn toàn. Thì khi mà bánh chín rồi mình sẽ rắc lên trên là một cái lớp hành lá. Rồi mình đậy nắp lại chừng 2 phút để cho cái hành lá của mình nó sẽ chín. Rồi tiếp tục là mình rải lên là tôm mình đã xào sẵn để lên làm nhân, thì mình sẽ ra được một cái xưởng bánh bầu rất là đẹp mắt. Với mong muốn làm sống lại dòng bánh dân gian, bên cạnh những buổi trưng bày giới thiệu mở lớp dạy học viên ngay tại cửa tiệm của mình, cô Lan còn đưa hương vị quê nhà đến với bạn bè gần xa bằng việc tích cực tham gia các liên hoan hội chợ. Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018 tổ chức tại thành phố Cần Thơ, với 3 sản phẩm dự thi đã đem về cho cô 2 giải thưởng. Về cái phương pháp làm bánh của nghệ nhân Lan ở đây, Ngọc Lan đó, thì đặc biệt là cái nhiều cái sáng tạo. Thế là cái sáng tạo ở đây cũng nói tới cho là vừa giữ được những cái giá trị gốc, là những giá trị truyền thống, đồng thời làm mới, tức là có cái tính phát triển trong cái bánh dân gian Nam Bộ. Và chỉ cái hay chỗ là chỉ dùng những cái nguyên liệu, những cái chất liệu địa phương như là cây lá rồi bột rồi đậu, kể cả cái bí rợ cũng đưa vô làm bánh được. Những ngày này, ngoài việc tiếp tục miệt mài sưu tầm, tìm hiểu, sáng tạo và truyền dạy học trò những món bánh mang nặng hồn quê, cô Lan cùng các cộng sự của mình còn tất bật để chuẩn bị đến với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8 năm 2019, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 năm nay cũng tại thành phố Cần Thơ, với 2 món bánh chủ lực là bánh lá và bánh củ cải. Đam mê tìm tòi rồi sáng tạo cách tân về màu sắc kiểu dáng nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách, cô Huỳnh Ngọc Lan đang góp phần nâng tầm những món quà quê, làm sống lại dòng bánh dân gian đang dần mai một trong thời hiện đại.